kính thưa với tất cả các anh chị, bài hát chị hát lên vừa rồi cũng là một cái thông điệp gửi đến tất cả các anh chị chúng ta. Chúng ta khi bài hát lên thì những nỗi buồn phiền sẽ được xua tan đi. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay, với những cái sự xuất hiện của các mạnh thường quân, với sự xuất hiện của tất cả các anh chị chúng ta đã làm lên một cái chương trình từ thiện.